Tại mình đang ở ở Long ở Tiền Giang, Tiền Giang mà huyện huyện Châu Thành, mình cũng không rõ là mình không nhớ là huyện gì nữa. Hiện tại là mình có một cái chuyến đi trải nghiệm ở dưới miền Tây ấy cả nhà. Hôm nay mình sẽ vào thăm sư phụ Tiền Giang cả nhà ơi. Sư phụ Tiền Giang là cái sư phụ mà ở trong kênh của YouTuber Võ Công Sơn ấy cả nhà. Mình rất là quý sư phụ cả nhà, rất là ngưỡng mộ sư phụ á. Hôm nay mình xuống đây mình tham quan miền Tây thì mình sẽ vào đây mình ghé và mình thăm sư phụ nhé cả nhà. Và mình sẽ tác nghiệp một số video ở cái khu này cho mọi người cùng coi nhé. Cái này là bắt đầu là đi vào trong trong khu nhà sư phụ á. Rồi cả nhà ơi, bây giờ nãy giờ này. Xin chào anh Sơn, chào bé Kiệt nha. Mình gọi điện á. Anh Sơn anh nghe ra anh nghe đón nè. Chào cô, chào Kiệt đẹp trai nha, chào anh Sơn. Bữa nay có dịp lên Nguyễn về Tiền Giang á thì anh nghe giao lưu với tên chúng tôi mời ông Sơn. Ta thì chắc chắn lên Nguyễn thì trải nghiệm một vòng nhìn thấy sông nước ở Tiền Giang cho các bạn biết luôn nha. Rồi, cảm ơn anh Sơn. Rồi, đi đây. Rồi bây giờ là bé Kiệt sẽ dẫn cô Thuận đi vào nhà ông Úc nha. Bây giờ mình sẽ đi vào nhà sư phụ Tiền Giang. Sư phụ Tiền Giang mình theo dõi nhiều lắm, mình theo dõi nhà sư phụ này nhiều lắm. Bây giờ mình mới có dịp về này, sư phụ cứ bảo là dù mình về đi chơi nhá, mình hứa suốt hôm nay mình mới có dịp mình đi về cả nhà. Ơi trời, ngày nào cũng coi hôm nay biết được chứ có gì. Trời ơi, sư phụ khỏe không sư phụ ơi? Ôi các bắt tay cái nào. Ôi trời ơi, sư phụ quá à. Con đi ra đằng sau con quay chút xíu nha sư phụ. Ôi chó này ghê quá, sao nhìn con hằng hè ghê quá sư phụ. Nó có cắn con á? Chó này nó làm ghê quá, mình sợ chó. Mình sợ chó. Con đừng quay nó cắn á. Ê Kiki, mày đừng cắn tao mà mày. Đừng cắn nha. Nè, nhà sư phụ này mọi người ơi. Nhà sư phụ trang trí giờ này nó ngoài đẹp quá. Ôi trời ơi. Thì coi. Nè, đi vào đây. Mà sư phụ trang trí đẹp quá này á. Con là chàng trai á. Trời ơi. Cái này là cái vải mà nó ru 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 này á. Này là mình rất là quen thuộc tại vì mình hay theo dõi kênh của YouTuber Võ Công Sơn á. Hả? Wow, lại có thật quay luôn. Đây là cái cầu thơ mộng này mình hay coi này. Sư cái này là sư phụ đóng ấy, có tay cầm tay vịn luôn. Cái kia là mít nè, mít quá trời luôn cả nhà ơi. Mùa mưa nó xuống ấy, cây cố nó xanh tươi, nó phát triển dữ ghê luôn á. À, để cô quay xong cái này là cô cởi ra đi, bỏ lên bàn đi. Sư phụ đang là phụ với lại sư phụ mơ con Sơn đấy, nghe là nó là làm cái trò này, làm như thế này để giao lưu những cái kênh YouTube với nhau á. Hôm nay mình có dịp mình về mình ghé mình thăm YouTuber Văn Sơn, có Văn Sơn là bên bộ đội á, nên là anh ấy trang trí kiểu mà giống như là cô Tùng ơi chị nè, dạo quay xong. Sao? Là Võ Quang Sơn á. Võ. Võ Quang Sơn hả? Dạ. À, cô Thuận là người Bắc nên cô Thuận phát âm làm vò. Cô Thuận đọc là Võ Quang Sơn. Thằng ơi, cô Thuận thấy đó không? Cái Võ gì? Quang Sơn. Hoa đâu? À, hoa đấy nó hoa gì? Hoa đấy nó hoa gì? Bên kia. Cái này con phải bỏ lên trên đấy chứ, sao con để rất dơ, bỏ lên bàn. Quên, rút kinh nghiệm lần sau. Rồi, đâu chỉ cô ơi. Có 10 giờ hả? Ôi màu này nè. Ôi đẹp quá à. Cái này nó là màu gì, màu này là màu gì không? Không. Hồng tím. Màu này là màu gì?
màu bên đây là màu gì? Vàng hả? Cô Thuận là màu vàng. Cô Thuận không có nói là màu vàng mà cô Thuận nói là màu vàng. Vàng. Màu vàng. Đúng mới đúng chính tả thôi. Cái đi đi qua cái cầu đấy, cứ nhìn cô quay đi thôi. Trời ơi, cái cầu nhìn thơ mộng đẹp quá. Đi có sợ té không? Chạy thử ơi. Trời ơi. Kịp này là mình thường xuyên mình theo dõi kênh của YouTuber Võ Hoàng Sơn nên mình biết được bé Kiệt đấy. Mình cũng thương bé Kiệt này lắm luôn á. Cho cô hôn tay cái nào. Hôn tay cái nào. Trời ơi, thương quá. Con ngoan nhá. Con nghe lời ba Sơn, con không có lì nhá. Gì con? Con nằm đi, có một cái bóng con nằm đi để con Thuận đi review cho cô chú anh chị coi cái cảnh xung quanh của nhà sư phụ Tiền Giang nè. Ừ, con chơi đi. Dạ. Sơ này đang nằm với cái cây. Ở ngoài đây là sư phụ trồng mít với lại mít với xoài xung quanh vườn cả nhà ơi. Có cái đợt mà nhà sư phụ xoài quá trời á, kêu mình về hoài mà mình không có về được á. Hôm nay về là không có xoài để ăn đâu cả nhà. Qua mùa xoài nó rồi. Giờ mít này, ở khu này người ta trồng mít với xoài nhiều lắm cả nhà ơi. Mít, xoài. Này cả nhà ơi, vừa mới đặt chân tới nhà sư phụ nè. Để tái trái cây nha. Ổi, ổi nào ổi sạch á, ổi vườn á. Me. Chị có con me kìa, me ngọt phải không? Me thái ngọt lắm á. Có ngồi không? Cô Thuận xẻ ra cho. Thôi hả? Để mình đi vòng vòng thêm một đoạn nữa. Mình đi qua cái cầu này. Mình đi lang thang xung quanh nhà sư phụ một tí thôi. Mình thấy phần khách háo hức à. Lúc trước ấy là mình cũng có một thời gian mình sống ở dưới miền Tây cả nhà. Có sống dưới miền Tây rồi. Nhưng mà phải hơn 10 năm rồi á. Bơi. Chờ cô chút xíu. Hơn 10 năm rồi là mình không có dịp về dưới này ấy cả nhà. Cái ao của sư phụ này là cái này bốc súng thôi. Bốc súng đó ta. Súng này nha. Súng màu trắng á. Nhìn thịt luôn á. Cá nhiều á. Cá dậy. Dậy không có ở dưới nha. Khu xa xa ngoài kia người ta trồng bạch đàn á. Xa xa kìa, một rặng thanh long từ dây bên này qua dây bên kia luôn. Nếu mà có thời gian thì mình sẽ ra mình review cái vườn thanh long ở tại Tiền Giang này cho mọi người cùng coi luôn nhé. Thuận mỏ nhọn không?
Ở nhà này ai mỏ nhọn kìa? Không mỏ nhọn hả? Con có mỏ nhọn không nhỉ? Không hả? Sao cứ gọi con là máy nhọn này hoài? Mày gọi là gì? Mỏ con là mỏ gì? Mỏ gì? Mỏ băng. Chị nó mỏ băng, có phải mỏ nhọn đâu. Sư phụ dấu yêu, sư phụ dạo này khỏe không? Khỏe, nhìn sư phụ là tươi tắn là đẹp trai ra bao nhiêu là biết sư phụ khỏe rồi. Hôm bữa con nghe anh Sơn nói là sư phụ bị thần kinh tọa. Đó. Mà ông có uống thuốc gì không? Có uống thuốc à? Thuốc nam này nó không? Tay bắt được luôn á. Con thấy những cái cây mà cây nhà lá vườn xung quanh nhà mình là tốt đó với sư phụ. Uống dây thuốc này kia ấy, nhiều có mình uống giống như uống trà vậy đó. Chút xíu nữa ông dẫn con đi hái cái gì, hái độc chạy á, chạy hay là độc chạy? Cái rau đấy là đợt trước là trên chỗ làm con ấy, cái mấy người cho con ăn thử ấy, bảo là cái đấy là tốt lắm ạ. Con tí nữa con hái con xách con mang Sài Gòn đó. Con đi con quay một review cho mọi người coi luôn. Hai gần đây. Thật tình như lần đầu tiên đi về thăm sư phụ thôi mà mình cảm giác rất là thân quen với sư phụ, tại vì biết sao các bạn không? Mình cũng là YouTuber ấy, rồi mình giao lưu với kênh của anh Dũng Dương. Mình là thường xuyên, mình là fan cứng của sư phụ luôn á, ngưỡng mộ của sư phụ, tại vì sư phụ là săn bắt giỏi này, sư phụ dễ thương lắm cả nhà ơi. Có dịp nào mọi người mà có dịp là về đây thăm sư phụ nha. À, nhà sư phụ là sư phụ ở đây là đất đai rộng, là sư phụ trồng mà toàn là xoài với mít á, sư phụ trang trí ở đây là đẹp cực kỳ luôn, nhìn mê lắm cả nhà ơi, mát cực mát luôn. Sư phụ đang ăn me hả? Sư phụ ăn me đi. Ngó không sư phụ? Ôi này, ôi vườn này sư phụ nhỉ. Ôi vườn này. Nói chung là đi về quê là đồ vườn không ấy cả nhà. Thích lắm luôn á. YouTuber Võ Quang Sơn mang ra cái gì? Chuối hả? Chuối nhà sư phụ ấy vậy sư phụ? Chuối của sư phụ. Chuối của sư phụ nói chuyện gì ghét quá. Dạ. Con chó này nè, không biết hồi nãy nó vô nó ấy, bây giờ nó mừng con rồi kìa sư phụ. Ki 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 ki, nó tên là gì sư phụ? Ki ki hả? Ở ngoài nhà con ấy, suốt đời thấy chó nó kêu là đích, còn trong này thì kêu là con ki. Con nó cũng đỡ buồn ha sư phụ. Trời ơi, sao sư phụ với nó sao người nào cũng ốm nhắc vậy? Sao ốm nhắc được nhau vậy? Tập dưỡng eo luôn. Con là con phải nhịn ăn không đấy, con không dám ăn nhiều là con phát phì, con dễ mập lắm. Sư phụ, mình về đây thăm sư phụ rồi nhờ sư phụ tác nghiệp cho mình quay một số cái video để mình review những cái cảnh ở đông quê, những cái gì mà thú vị ở chỗ sư phụ ấy, để cho cả nhà cùng coi nhé cả nhà. Con cảm ơn sư phụ nha, sư phụ dấu yêu, sư phụ dấu yêu. Sư phụ thấy con sao? Bữa giờ cứ kêu mỏ nhọn đấy, con có nhọn chứ không? Xấu quá. Dạ, dù dễ gì đâu có gì đâu. Sư phụ ơi, con mời sư phụ uống nước nha. Rồi. Mình mời cả nhà uống trà với sư phụ nha. Ui sao đắng quá sư phụ ơi, uống con cái này con uống được đâu, đắng lắm. Đắng ghét hả? Cái này là trà bắc hả sư phụ? Trà bắc hay là trà bình thường? Dạng chân không. Con mua cả cà phê và cà phê kiểu mà cà phê gói sữa ấy. Cái này là sân khấu á. Cái này là đang là trên cái sân khấu của nhà sư phụ này. Chào mừng 70 năm ngày truyền thống của chính trị quân khu 9. Ngày xưa sư phụ cũng là bộ đội các bạn. Sư phụ là cựu chiến binh nhá. Sư phụ giống bố của mình cũng là cựu chiến binh, cũng là bộ đội mà. Sư phụ ấy. Sư phụ cắt cái chòi này rồi làm những cái trang trí những cái xung quanh là sư phụ lấy ý tưởng từ hồi xưa. Rất là dân dã, rất là đẹp. Dạ, chào chú ạ.
sao nhìn ngoài đời chú trẻ chứ hả? Chú có cái gì hả chú? Chú định cho cá hả? Dạ. Chú ơi, chú ngồi uống nước rồi ăn trái cây chú ạ. Dạ. Rồi, cảm ơn chú ạ. Trời ơi, con nhìn xa con tưởng là thanh niên không nhá. Chú đó là chú đại tá đó. Chú làm chức vụ cao lắm đấy cả nhà. Đại tá ngày xưa mà lính quân đội á. Này là sư phụ chồng được bao lâu sư phụ? Năm. Biết siêu sớm á sư phụ. Năm. Khu này sư phụ là khu mít à, khu mít mít này xoài. Còn con coi YouTube thì khu cây lại á, cây lại thì là sầu riêng. Sầu riêng con thấy con theo dõi YouTube á, con thấy mấy bạn hay nói riêng sầu riêng. Cái xoài này là xoài nhà sư phụ là xoài à? xoài Thái sư phụ, xoài mười cái bá luôn. Đài Loan. À đúng rồi, xoài Đài Loan, xoài Thái là con thấy nó bé bé, nhỏ nhỏ xinh xinh ấy. Thái nó cũng bự, này Đài Loan nó cái màu nó trắng trắng rồi nó tím tím ấy, cố. Dạ. Đợt đó con coi kênh con thấy cô nhà sư phụ quá cái xoài luôn mà bây giờ chẳng còn thấy nào sư phụ. Mua rồi. Mua trái nào mua đều ngon. Mua đang nhưng mà bây giờ con thấy khoa học nông nghiệp phát triển thế lắm nên là khó có thể làm ra mọi thứ luôn ạ. Bây giờ nó chuẩn bị tính mà chắc mai tới ai rồi xử lý ạ. Dạ. Kích thích cho ra quả. Kích thích là cái này họ chích thuốc vào cây hay họ phun thuốc sư phụ? Phun tối gì rong gốc. À, tối gì rong. Để cho nó đứng lại như tối cái gốc hàm cái bụng rễ nó không cho nó phát triển á. Dạ. Để cái thân cho nó ra quả. Ngoài nhà con thì vườn nhà con không được rộng, nhà con trồng mỗi thứ một cây nhìn nó quay quay vậy, nhìn nó vậy chứ nhà con chặt lắm, không có rộng như nhà sư phụ đâu. Nhà sư phụ quá trời đất trồng bao nhiêu là cây luôn. Sư phụ có cái canh cái rạch ở dưới nhìn thơ mộng quá. Cá rồi dữ dữ lắm rồi chứ không có mang người bị ở cái mưa xuống cái bè chặt bè chết rồi chết á. Còn cá chứ con thấy bông súng màu trắng. Sư phụ coi như con thấy con bông súng màu trắng. Ở ông làm cái cầu này đẹp quá à. Ngày xưa nha con đã từng sống ở dưới Long An sư phụ. Người ta làm cái cây bằng cái cầu mà có hai cái cây nhỏ xíu ấy. Sư phụ biết lần đầu con đi kiểu nào không? Con lấy đi con lết không? Con lết đến ra giữa con thấy nước nó lớn nó con sợ. Con lết không à? Sao này có cây nhiều nó đóng cây đó. Ừ đúng rồi, phải đóng như thế này đi cho nó oai như thế này. Để nó có hai cái cây nhỏ xíu thế này này. Ở đó con đâu có sống quen như thế nào, con đi con lết không lết nít. Cười không chết rồi, mấy người cười bò luôn á. Sư phụ ăn sáng đi. Rồi ăn sáng rồi. Giờ này không biết mấy giờ luôn. Cả nhà ăn trái me Thái này cả nhà, me Thái ngọt lắm cả nhà ơi. Cả nhà mình cùng ăn nha. Dạ. Chú đã. Chú nhà sư phụ luôn ha. Xuống cái là trái cây ngập mặt này cả nhà. Xứ sở của trái cây. Chuối này là con ăn nha, còn cái chuối mà chuối già là con không ăn được, tại vì con bị đau dạ dày, con ăn vô nó vật kinh lắm, nó vật luôn á. Mà chuối này con ăn, con chuối già con không ăn được. Vì dạ dày mà nó kỵ đồ ăn ấy, măng biết mà con không ăn được nữa. Chị cũng đang ăn me này cả nhà. Cái me 4 hộp của Thuận ăn là con hộp, nó kiểu ăn 3 hộp luôn á. Ngon không? 2 hộp mà. Nãy giờ 2 hộp, bây giờ hộp đang ngậm đó là 3 đó. Ngọt không? Ngọt không? Ăn 2 hộp rồi ăn cái hộp này nữa. Đúng quá. Chị đẹp trai quá à chị ơi. Con nghe ai đẹp trai với ta? Dạ. Ồ, con anh Sơn. Trời ơi, con Sơn đỏ lỗ mũi luôn kìa. Sơn có đẹp trai không? Ai đẹp trai? Không có đẹp trai hả? Ai đẹp trai?